Rồi, ok. Hôm trước anh có hướng dẫn các bạn cái phần kiến thức đó là danh sách liên kết đơn, và anh cũng đã hướng dẫn các bạn một số cái xử lý trên danh sách liên kết đơn như thế nào, khái niệm khai báo cú pháp và cách sử dụng cái danh sách liên kết đơn cũng như cái cấu trúc của nó. Thì các kỹ thuật hôm trước anh hướng dẫn các bạn như khiêm, xóa, thì các bạn cũng đã làm một số bài tập ứng dụng để các bạn hiểu rõ cái bản chất của danh sách liên kết đơn là gì. Rồi, thì hôm nay chúng ta tiếp tục đến cái phần kiến thức mới ở trong cái cấu trúc dữ liệu mà cũng rất là quan trọng và nó cũng rất là hay, cái kỹ thuật xử lý cũng rất là hay, đó chính là cái cây nhị phân. Vậy thì đầu tiên cái video này anh sẽ tập trung để hướng đến cho các bạn một cái nhìn tổng quan hơn về cây nhị phân là gì và cái cấu trúc của nó như thế nào, có nghe cho các bạn một cái nhìn tổng quan thôi chứ chúng ta chưa code gì hết, các bạn hình dung. Rồi, thì để mô tả cây nhị phân là gì và một số tính chất, đặc điểm như bản chất của nó thì anh sẽ vô cái Ben để anh có một cái mô tả như sau. Như chúng ta đã học là chúng ta muốn lưu trữ một cái chúng ta muốn lưu trữ các cái phần tử. Ví dụ anh muốn lưu trữ 5 cái phần tử là 1 2 3 4 5. Thì như chúng ta đã học ở cái môn lập trình siêu cộng là chúng ta lưu trữ bằng mảng một chiều. Ví dụ anh lưu trữ mảng một chiều có số nguyên. Thì đó là một cái mảng tuyến tính gồm tập hợp các cái phần tử nằm liên tiếp nha trong bộ nhớ máy tính. Ok không nào? Rồi, danh sách liên kết đơn thì anh lưu trữ danh sách liên kết đơn bằng cách là mỗi phần tử trong danh sách đó nó sẽ liên kết với nhau thông qua cái gì, thông qua cái con trỏ ở trong cái node, đó chính là cái struct node sau bnet đó như chúng ta đã học. Còn bây giờ anh muốn lưu trữ một cái tập hợp các phần tử thì anh sẽ lưu trữ nó theo cái dạng là cây nhị phân, thì cái tên cũng đã nói lên tất cả rồi, cây nhị phân, nghĩa là chúng ta sẽ lưu trữ các cái phần tử theo một cái cấu trúc dạng cây. Cấu trúc dạng cây là như thế nào? Cấu trúc dạng cây thì bạn hiểu đơn giản nó như thế này thôi. Là nó như thế này đó, đầu tiên nó có một cái gốc, đây là cái gốc. Rồi, gốc này nó sẽ chẻ ra hai cái nhánh. Rồi hai cái nhánh này nó sẽ hình thành nên một cái node nữa. Rồi từ hai cái node này nó lại có một cái bên trái và bên phải, cái nhánh bên trái và nhánh bên phải. Rồi lúc này chúng ta sẽ lưu trữ phần tử bên nhánh bên trái và nhánh bên phải này nữa. Thì đây gọi là cái dạng gì? Cái dạng cấu trúc dạng cây. Một cái node sẽ có hai cái nhánh, tức là nhánh trái và nhánh phải. Đây là đặc điểm lưu các phần tử theo dạng cấu trúc dạng cây. Các bạn nắm rõ ha, cấu trúc dạng cây như vậy, đầu tiên nó có một cái gì? Một cái nút gốc, là cái node gốc đấy. Node gốc này sẽ có hai cái nhánh là nhánh trái và nhánh phải. Từ nhánh trái và nhánh phải này nó tiếp tục lưu các cái phần tử, đó là cái node nữa. Rồi từ cái node này nó lại có hai cái nhánh. Vậy thì vô hình chung mỗi một cái node luôn luôn có hai cái nhánh, đó là nhánh bên trái và nhánh bên phải. Cấu trúc cây là một cái cấu trúc nó quan hệ theo kiểu cha con. Cha con nghĩa là sao? Cha con nghĩa là cái nút gốc này nó quan hệ cha con với hai cái nút bên dưới bằng cách nhánh trái và nhánh phải. Tiếp tục cái thằng này nó lại liên hệ với cha con với hai thằng bên dưới bằng hai cái nhánh là nhánh trái và nhánh phải. Vậy hôm trước ta học danh sách liên kết đơn là như thế nào? Một cái node nó gồm một cái luôn có hai thành phần, đó là data và con trỏ. Thì lúc này qua danh sách liên kết đơn, qua cái cây nhị phân á, qua cây nhị phân thì trong cái node nó luôn luôn có ba thành phần. Đầu tiên nó chính là data chứa dữ liệu của cái node. Thứ hai là cái node bên trái. Thứ ba là cái node bên phải, B left và B right. Đấy, để nó lưu trữ theo cái dạng hình cây. Vậy thì đây là cái tổng quan về cái dạng hình cây như vậy. Để hiểu rõ hơn thì chắc chắn các bạn sẽ vô các bạn code bài tập và các bạn làm bài tập thì các bạn sẽ hình dung nó rõ hơn từ từ. Rồi, bây giờ thì để lưu trữ cái dạng cây này, ví dụ anh có một cái đề như sau. Ví dụ anh có tập hợp các cái số nguyên. Ví dụ anh muốn nhập vào các phần tử là 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 và 5. Thì đây là 5 cái phần tử. Nếu như chúng ta lưu trữ theo dạng danh sách tuyến tính thì đây là tập hợp của bảng một chiều. Nếu chúng ta lưu trữ theo dạng cây nhị phân thì đây là tập hợp các cái node và liên kết với nhau thông qua gì? Thông qua con trỏ. Các bạn hình dung nha. Còn bây giờ anh sẽ lưu trữ 5 phần tử này bằng cái cấu trúc dạng cây thì anh sẽ lưu trữ như thế nào? Cấu trúc dạng cây nó có một điều đặc biệt, đó là luôn luôn có hai quy tắc. Phần tử nào mà nhỏ thì đi qua bên trái. Nằm. Phần tử nào mà lớn thì đi qua bên phải.
đi qua bên trái nghĩa là sao? Anh nói rồi, một cái nốt trong cây nhị phân luôn luôn có hai con trỏ là B left và B right, nghĩa là nhánh trái và nhánh phải. Khi cái phần tử anh khiêm vào mà nó nhỏ hơn phần tử hiện tại ở trong cái cây nhị phân thì sẽ đi qua bên trái nằm. Cái phần tử anh khiêm vào mà nó lớn hơn cái phần tử hiện tại nằm trong cái nhánh, nằm trong cái cây nhị phân thì nó sẽ đi qua bên phải nằm. Đó là cái bản chất của cây nhị phân. Vì vậy, cái mục đích mà chúng ta dùng cây nhị phân đó chính là tìm kiếm nó sẽ nhanh hơn. Và tìm kiếm nhanh hơn như thế nào? Khi các bạn, khi anh biểu diễn cái cây xong, các bạn thử hình dung nó. Và các bạn thử suy nghĩ xem. Anh sẽ gợi mở cho các bạn có một cái hướng suy nghĩ theo hướng riêng của các bạn. Rồi, thì bây giờ cái cây nhị phân này anh sẽ lưu trữ bằng cách nào? Đầu tiên, cái cây nhị phân anh chưa có toàn toàn thành phần nữa hết. Anh thêm vào đầu tiên là số 1. Thì số 1 chính là cái nốt gì? Số 1 chính là cái nốt gốc. Nốt gốc. Giả bự lên cho dễ nhìn. Rồi, số 1 chính là nốt gốc. Và cái nốt gốc này, một cái nốt luôn luôn có hai cái nhánh, đó là nhánh trái và nhánh phải. Anh đã nói rồi từ đầu. Ok chưa nào? Và bây giờ tiếp tục anh thêm số 2 vào. Quy tắc là nếu phần tử khiêm vào mà nhỏ hơn cái phần tử hiện tại, nhỏ hơn cái nút gốc thì chúng ta đi qua bên trái, tức là lưu trữ cái phần tử bên trái. Còn nếu như cái phần tử mà khiêm vào mà lớn hơn cái nút gốc thì chúng ta khiêm phần tử đó vào bên nhánh bên phải. Ví dụ trường hợp này số 2 anh khiêm vào, khiến lấy số 2 anh so sánh với nút gốc, 2 có nhỏ hơn 1 hay không? 2 lớn hơn 1. Cái phần tử khiêm vào mà lớn hơn phần tử hiện tại, nghĩa là lớn hơn cái nút gốc, thì chúng ta cho qua bên phải nào. Đây, qua bên phải. Tiếp tục anh khiêm số 3 vào, thì 3 so với số 1 như thế nào? 3 lớn hơn 1, đi qua bên phải. Và 3 tiếp tục nó so sánh với nút gì? Nút số 2. Thì 3 so với số 2, 3 lớn hơn số 2, thì tiếp tục qua bên phải. Đấy, các bạn hình dung, nó so sánh như vậy đây, bản chất nó làm việc như vậy. Rồi tiếp tục, ví dụ trường hợp này anh lô số, rồi tiếp tục số 4 đi. Số 4 như thế nào? Đầu tiên khi một phần tử nào vào là lúc luôn luôn so sánh với nút gốc, 4 lớn hơn nút gốc, tiếp tục qua bên phải. Khi lúc này hình dung cái số 2 này nó cũng là một cái nút gốc, một cái nút khác nữa, là một cái nút gốc khác nữa. Khi ta tiếp tục lấy số 4 so sánh số 2, nó lớn hơn số 4, đi qua. 4 lớn hơn 2, đi qua bên phải. 4 lớn hơn 3, đi qua bên phải. 4. Và tiếp tục như vậy số 5 nó chắc chắn cũng qua bên phải nào. Nên kéo bự xuống tí. Rồi, đi qua số 5. Trường hợp này anh khiêm vào đặc biệt quá. Ví dụ lúc này anh có nhu cầu khiêm vào số trừ 5, trừ 1 nữa, và khiêm vào số 0 chẳng hạn. Rồi bây giờ trừ 5, tiếp tục khiêm vào số trừ 5. Trừ 5 so với nút gốc như thế nào? Trừ 5 nhỏ hơn số 1, vì vậy đi qua bên trái. Hãy nhỏ là qua bên trái. Quy tắc nhỏ qua bên trái, lớn qua bên phải. Trừ 5. Rồi tiếp tục anh khiêm số trừ 1. Trừ 1 như thế nào với số 1? Trừ 1 nhỏ hơn số 1 thì qua đâu? Qua trái. Rồi trừ 1 sao với trừ 5? Trừ 1 lớn hơn trừ 5, vì vậy qua đâu? Qua bên phải. Trừ 1. Đấy. Rồi tiếp tục số 0. Số 0 như thế nào so với số 1? Số 0 nhỏ hơn số 1, tiếp tục qua bên trái. Nhưng mà số 0 như thế nào so với số trừ 5? Số 0 lớn hơn số trừ 5, vì vậy qua đâu? Qua phải. Nhưng mà số 0 như thế nào với trừ 1? Số 0 lớn hơn trừ 1, vì vậy qua đâu? Qua bên phải. Khi sau khi anh biểu diễn, đây là cấu trúc lưu trữ tập hợp các cái số nguyên mà anh khiêm vào. Cái cây nhị phân nó có một đặc điểm rất quan trọng. Nó phụ thuộc vào cái nút gốc ban đầu. Nếu như chúng ta tập hợp các phần tử như thế này, nhưng đầu tiên anh không nhập số 1 mà anh nhập số 3 trước, anh nhập số 2 trước, anh nhập số 4 trước chẳng hạn, thì cái cây nhị phân của chúng ta nó sẽ biểu diễn một cách hoàn toàn khác, chứ nó không biểu diễn giống nhau. Nó phụ thuộc vào cái phần tử đầu tiên chúng ta thêm vào. Đấy, ví dụ đầu tiên anh thêm phần tử số 1 vào thì cây nhị phân của anh cái hình dạng như thế này. Nhưng mà anh thêm số 2 vào đầu tiên hết thì cây nhị phân của anh cái hình dạng sẽ khác. Hoặc anh thêm số 5 vào đầu tiên hết thì cây nhị phân của anh hình dạng nó khác. Cái cây vẫn lưu trữ các phần tử này, nhưng cái hình dạng sẽ khác nhau phụ thuộc vào cái phần tử đầu tiên của cây, hay còn gọi là nút gốc. Đây là gọi nút gốc là root nữa. Đấy, các bạn hình dung. Thì đây chính là cấu trúc lưu trữ cây nhị phân theo dạng cây. Và lưu trữ theo dạng cha con. Đây là nút cha, ở đây là hai cái con trái và con phải. Tương tự như vậy, khi trừ 5 là một nút cha,
nó cũng có con trái và con phải, nhưng con trái lúc này đang trỏ ở đâu? Đang trỏ đến vùng nhớ nuôn. Các bạn hình dung, nó vẫn có con trái và con phải, nhưng này nó không lưu trữ con trái, nó chỉ lưu trữ con phải, bởi vì do tính chất của cái phần tử ta khiêm vào, cho nên nó lưu trữ hiệp dạng con phải. Các bạn hình dung nha, ở bên đây nó vẫn có cái con trái đó, đây là lưu trữ hiệp dạng cha con, đây là cha của hàng bên dưới. Tiếp tục số 3 là cha của những hàng bên dưới, số 4 là cha của những hàng bên dưới, tương tự như vậy. Rồi thì đây là cấu trúc lưu trữ cây nhị phân là như vậy. Rồi thì anh sẽ cho các bạn một cái nhìn tổng quan về cây nhị phân như thế nào và cấu trúc lưu trữ của nó như thế nào. Bây giờ anh sẽ nói cái đặc tính của nó. Thì đặc tính anh xin nhắc lại là cây nhị phân là tập hợp các cái nốt với nhau, và mỗi một cái nốt luôn luôn có hai cây con trái và con phải, như là bên left và bên right. Bên left và bên right. Cái cây nhị phân nó gồm một cái nút gốc đó là root và gồm các nút con. Vậy thì cái cây nhị phân người ta hay dùng, nghĩa là tại sao dùng cây nhị phân? Nghĩa là cây nhị phân người ta thường dùng trong những cái bài toán gọi là tìm kiếm. Bởi vì cây nhị phân nó tìm kiếm tối ưu hơn cái mảng một chiều và danh sách liên kết đơn. Ví dụ chúng ta có 1.000 phần tử bên mảng một chiều, mà phần tử chúng ta cần tìm kiếm đang nằm tại vị trí 999, thì bắt buộc chúng ta phải diệt từ đầu, là từ vị trí số 0 đến vị trí 999, tốn rất nhiều thời gian. Danh sách liên kết đơn cũng như vậy. Nhưng đối với cây nhị phân, thì đây gọi là cây nhị phân, hay người ta còn gọi là cây nhị phân tìm kiếm. Bởi vì sao gọi là cây nhị phân tìm kiếm? Bởi vì cây nhị phân này thường ứng dụng trong cái việc tìm kiếm. Tìm kiếm sẽ nhanh hơn. Đơn giản, tìm kiếm nhanh hơn như sau. Ví dụ, cây nhị phân của anh như thế này. Lúc này anh có nhu cầu tìm kiếm số 5. Nghĩa anh tìm kiếm xem số 5 có tồn tại trong cây nhị phân của anh hay không. Vậy thì như thế nào? Đầu tiên anh lấy số 5 này, anh kiểm tra với cái nút gốc là số 1. 5 như thế nào so với 1? 5 lớn hơn 1. Mà anh nói quy tắc là sao? Quy tắc nếu như cái phần tử mà khiêm vào, quy tắc nhỏ thì qua trái, lớn thì qua phải. Vậy thì phần tử anh cần tìm kiếm nè, anh cần tìm kiếm là nó như thế nào với nút gốc. Nó lớn hơn nút gốc là 5, lớn hơn 1. Vì vậy anh không có cần qua bên trái anh tìm kiếm, mà anh chỉ cần qua đâu tìm kiếm mà qua phải. Hình dung chưa? Lớn thì qua bên phải làm việc. Hiểu đơn giản như vậy, bản chất là nhỏ thì qua bên trái làm việc, lớn thì qua bên phải làm việc. Ngay đầu tiên so sánh nút gốc thì 5 lớn hơn 1, anh qua bên phải tìm kiếm. Thì đơn giản chúng ta đã bỏ được bao nhiêu phần tử? Chúng ta đã loại bỏ được 3 phần tử không cần tìm kiếm. Đúng không nào? Rồi ví dụ anh muốn tìm kiếm số 0 xem có tồn tại hay không, thì không như thế nào so với 1? Không nhỏ hơn 1 thì qua đâu làm việc? Qua bên trái làm việc. Cái anh đã loại bỏ được mấy trường hợp rồi? 1, 2, 3, 4. Cái anh đã tốt, anh đã tiết kiệm được 4 lần lập để tìm kiếm. Anh chỉ cần qua bên trái tìm kiếm, anh cần lập 1 lần, lập 2 lần, lập 3 lần là anh đã phát hiện được số 0 có tồn tại trong cây nhị phân tìm kiếm của anh. Đó, các bạn hình dung chưa? Nó đã loại bỏ bớt đi có thể là một trong hai nhánh, tùy vào cái bài toán. Thì đó là đặc tính của cây nhị phân. Nó trong cái việc tìm kiếm nó rất là tối ưu. Vì vậy khi các bạn làm những bài tập hay làm những bài toán thực tế gì đấy, thì các bạn tùy vào cái yêu cầu của bài toán hay yêu cầu một vấn đề nào đó mà các bạn lựa chọn là các bạn lưu trữ cái danh sách đó theo cái mảng một chiều, hay theo danh sách liên kết đơn, hay theo cái cây nhị phân tìm kiếm. Khi để làm được vấn đề đó thì bạn hiểu rõ bản chất của từng cái loại cấu trúc tuyến tính thì nó đặc điểm là gì, cấu trúc cây nhị phân tìm kiếm đặc điểm là gì, và cấu trúc của danh sách liên kết đơn đặc điểm nó là gì, thì khi đó chúng ta sẽ hoàn thành tốt cái vấn đề mà chúng ta đặt ra. Rồi khi các bạn học cấu trúc dữ liệu thật, các bạn học danh sách liên kết đơn, các bạn học cây nhị phân tìm kiếm, nhưng các bạn rất ít ứng dụng trong thực tế. Nhưng thật sự là hàng ngày các bạn đang ứng dụng cái cây nhị phân tìm kiếm vào trong cái gì, vào trong thực tế đây. Anh sẽ ví dụ như sau. Ví dụ một cái ví dụ đơn giản đó là cái cây nhị phân tìm kiếm, hay gọi chung là cái môn cấu trúc dữ liệu thật đấy. Thì cái môn này có nghĩa là có tác dụng là tối ưu hóa cái code chúng ta. Vậy thì chúng ta thường chúng ta chỉ thao tác bên trên cái giao diện thôi. Còn thật sự những đoạn code nó chạy bên dưới, trong ví dụ như hệ điều hành Windows đi, nó chạy bên dưới, thì những đoạn code nó chạy bên dưới đó nó được tối ưu như thế nào? Thật sự là những lập trình viên của Microsoft người ta đã ứng dụng cái cấu trúc dữ liệu thật vào đấy. Nhưng do chúng ta chỉ thao tác giao diện, chúng ta không thấy được cái code nó chạy như thế nào thôi. Một cái điển hình, một ví dụ điển hình đó là lưu trữ theo dạng cấu trúc cây của chúng ta đây. Ví dụ anh vô gì? Anh vô ổ đĩa C, anh vô RAM file, anh vô Intel,
Thì rõ ràng đây là một cái cấu trúc dạng gì? Đây là một cái cấu trúc dạng cây. Đầu tiên nút cha là gì? DisplayC. Nút con tiếp tục là gì? Windows 10C. Nút con tiếp tục là gì? Intel. Các bạn hình dung chưa? Đây, vô đây là những cấu trúc con. Con nó mở ra từ từ nè, các bạn thấy chưa? Cấu trúc dạng con nè, hàng này nút cha. Tương tự này là con của này. Tương tự IDE này là con của Command 7 này. Gọi là cấu trúc thư mục, nó là một cấu trúc dạng cây. Đấy, cấu trúc thư mục là một cấu trúc dạng cây. Rồi, để anh vô cái này cho bạn rõ nó đi. Anh vô. Rồi, anh vô cái này. Thế này. Đây, là một cấu trúc dạng gì? Một cấu trúc dạng cây. Và họ đã tối ưu code ở bên dưới, chúng ta không hình dung được. Và họ có ứng dụng trên sách liên kết đơn vào đấy. Các bạn hình dung chưa? Có nghĩa là cấu trúc tuyệt thực, họ thường ứng dụng vào cái lập trình hệ thống hơn. Và họ tối ưu cái hệ thống bên dưới. Vì vậy chúng ta không hình dung được. Nhưng thật sự có ứng dụng hàng ngày mà các bạn dùng mà các bạn không hình dung được đấy. Khi cái cây nhị phân tìm kiếm, bản chất nó là như vậy thôi. Các bạn nhớ hai quy tắc vàng. Nghĩa là đầu tiên lấy phần tử so sánh với nút gốc. Nếu nhỏ hơn thì qua bên trái gì? Làm việc. Nếu lớn hơn nút gốc thì qua bên phải làm việc. Qua bên phải làm việc nghĩa là sao? Nghĩa là dù bài toán tìm kiếm thì nếu cái phần tử anh cần tìm kiếm mà lớn hơn cái nút gốc thì anh sẽ tìm kiếm bên đâu? Bên phải. Đó, làm việc chỗ này nghĩa là tìm kiếm đấy. Rồi, số 0 của anh nhỏ nút gốc thì anh qua bên trái làm việc, nghĩa là qua bên trái tìm kiếm thôi. Hoặc là anh muốn thêm một phần tử x nào đó vào cái cây nhị phân của anh thì lấy x anh so sánh nút gốc. Nếu x này mà lớn nút gốc thì anh thêm nó bên trái. Nếu x này mà nhỏ hơn nút gốc thì anh thêm nó bên phải. Và cứ như vậy thì nó sẽ hình thành một cấu trúc cây nhị phân. Rồi, thì anh đã mô phỏng cho bạn thấy tại sao chúng ta cần dùng và cái ứng dụng thực tế của nó như thế nào, cũng như là một cái cho các bạn thấy một cái tổng quan về cây nhị phân, cấu trúc lưu trữ của nó như thế nào. Thì video tiếp theo anh sẽ đi mua code, anh sẽ cho các bạn thấy được cái cách chúng ta cài đặt một cái khai báo cũng như cài đặt một cây nhị phân ở trong code như thế nào nha. Rồi, ok. Vậy thì các bạn xem video này để các bạn hiểu rõ bản chất của nó. Và có thể trong cái video này anh nói những cái phần nó hơi thiếu, có thể thiếu. Bây giờ anh không có thể trong lúc này anh nhớ, anh không nhớ đến. Các bạn có thể tham khảo thêm trên mạng để các bạn hoàn thiện hơn về kiến thức của mình. Rồi, ok.